Giữa lúc cả mạng xã hội đều đang nhốn nháo với trend cùng nhau ra khơi online, gia nhập đại hải trình để lên đường tìm kho báu hơn 673.000 tỷ thì hội chị em hoa hậu cũng bất ngờ bị réo tên, loạt meme ra đời. Những ngày qua, câu chuyện bà Trương Mỹ Lan bị xử án tử đang là đề tài nóng được cộng đồng mạng vô cùng quan tâm. Ngay khi câu chuyện nổ ra, trên mạng xã hội đã bất ngờ xuất hiện hình ảnh giả tưởng với dòng trạng thái chủ ý cho rằng bà Lan đã giấu kho báu hơn 673.000 tỷ ở ngoài đại dương, bắt đầu thời kỳ của đại hành trình. Dẫu đây chỉ là câu nói đùa vui, nhưng rất nhanh chóng đã trở nên viral trên khắp cõi mạng, đặc biệt là sự hưởng ứng của giới trẻ. Khắp các trang mạng xã hội, ai ai cũng dần dần và hưởng ứng trend, chia sẻ những hình ảnh vui đang ở ngoài biển để cùng nhau ra khơi online. Không đứng ngoài cuộc đua, hàng loạt nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng bị cư dân mạng đào những hình ảnh liên quan để ghép meme, đưa thần tượng gia nhập hội thuyền viên. Những nàng hậu mới đây bị cư dân mạng lôi vào cuộc có thể kể đến như Hương Giang, Bùi Quỳnh Hoa được chế bằng những câu từ hài hước, ai nhìn qua cũng phải bật cười. Trong đó, bài đăng có sức lan truyền khủng khiếp nhất có thể nói là bức ảnh của hoa hậu chuyển giới Hương Giang bị các fan đào ra từ chục năm trước. Theo đó, người đẹp được chia sẻ hình lúc đang ở trên một con thuyền và đi ngoài biển, các fan lập tức gắn ghép cho rằng cô đang gia nhập hội tìm kho báu. Ngay lập tức, chính chủ cũng hài hước và hưởng ứng trend này, cô không ngần ngại đăng tải lên trang cá nhân, còn viết thêm dòng trạng thái, sẵn sàng ra khơi tìm kho báu. Các fan được dịp cưới nghiêng ngả bởi độ lầy lội của nàng hậu, một số người còn đùa ngược lại, xin Hương Giang được gia nhập chung hội để cùng nhau lên đường. Cô gái tiếp theo bị netizen cho vào hội chân dài gia nhập đại hải trình chính là Miss Universe Việt Nam 2023, Bùi Quỳnh Hoa, mỹ nhân gốc Hà Nội bất ngờ bị các fan sắc đẹp đào lại đoạn clip lái jet ski trên biển, khoe dáng cực chuẩn chỉnh, đang hết mừng vui vẻ, hứng khởi. Ghép với hình ảnh này, cộng đồng mạng hài hước nói Bùi Quỳnh Hoa đang bắt đầu hành trình tìm kho báu với 673.000 tỷ này. Tuy nhiên trên thực tế, đây chỉ là đoạn clip cũ trong lúc Bùi Quỳnh Hoa dự thi Miss Universe 2023 ở El Salvador. Hoạt động ở biển này cũng thuộc khuôn khổ trong cuộc thi. Meme hài hước nhanh chóng trở nên viral, ai cũng ngỡ ngàng vì trông chân dài quá hợp với trend ra khơi ở thời điểm hiện tại. Trước đó, Kình Ngư Ánh Viên cũng hài hước bắt trend, tiểu tiên cá một thời, em ngại việc đi một mình, thế nên cô đã đăng đàn tuyển thêm 500 anh em đi cùng hành trình tìm kiếm kho báu. Trong vòng chưa đầy 2 giờ thông báo, bài đăng của Ánh Viên đã nhận về hơn 9.000 lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận. Ai nấy đều hào hứng muốn vào team của cựu vô địch quốc gia. Trend ra khơi tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan lấy cảm hứng từ nội dung bộ anime và manga nổi tiếng One Piece. Trong One Piece, Goldie Roger là người đã tìm ra kho báu vĩ đại nhất thế giới và từ đó mọi hải tặc đều ra khơi tìm kiếm kho báu ấy để trở thành vua hải tặc mới. Thực tế thì chẳng có kho báu nào đang bị mất tích ngoài biển khơi cả. Kho báu mà khắp cõi mạng đang dần dần nhắc đến chính là số tiền khổng lồ phải bồi hoàn trong vụ án Vạn Thịnh Phát có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.